Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Công nghệ ngày càng phát triển thì ngoài những chiếc TV màn hình phẳng thông thường, chúng ta còn có những chiếc TV màn hình cong như thế này, nhìn rất đẹp mắt phải không thưa quý vị? Hôm nay Quang Duy sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Smart TV 4K màn hình cong 49 inch đến từ thương hiệu Samsung với mã sản phẩm 49NU7500. Dòng sản phẩm này thì chúng ta có 3 kích thước là 49 inch, 55 inch và 65 inch. Và bên cạnh tôi đây đang là chiếc TV 49 inch của dòng sản phẩm NU7500. Với màn hình cong tràn viền, mỏng tinh tế chỉ 1cm, chúng ta để chiếc TV này ở phòng khách hay phòng ngủ thì đều hài hòa và tinh tế. Chân đế mạ kim loại rất chắc chắn và sang trọng, giúp TV đứng vững trên mặt phẳng và không bị rung lắc. Samsung được biết đến là thương hiệu TV có thiết kế vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng rất chú trọng đến chất lượng của sản phẩm. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh được trình chiếu vô cùng sắc nét bởi đây là một chiếc 4K HDR. Đặc biệt, TV cong có lợi thế hơn TV phẳng ở chỗ tạo cảm giác rộng lớn và hình ảnh có chiều sâu cho người xem. Và nếu bạn ngồi ở vị trí chính diện thì hình ảnh sẽ có độ sắc nét và tương phản rất tốt. Độ phân giải UHD 4K có số lượng điểm ảnh gấp 4 lần TV FHD, tạo hình ảnh rõ nét, chân thực như cuộc sống vậy. Máy sở hữu 4 bước nâng cấp hình ảnh từ FHD lên gần 4K sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh và độ sáng hình ảnh từ độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K nhất. Bên cạnh đó là chuẩn HDR nâng cấp độ phân giải, giúp hình ảnh có độ sâu, vùng sáng và tối sẽ rõ nét hơn trên TV thường. Công nghệ Active Crystal Color giúp cảm nhận màu sắc tự nhiên và sống động. Ngoài giúp hình ảnh tươi sáng hơn, nó còn giúp tiết kiệm điện năng. Một chiếc TV thông minh thì phải đi kèm với một chiếc remote thông minh. Và trên tay Quang Duy đang là chiếc remote của NU7500. Chiếc remote này tuy nhỏ gọn như vậy, nhưng có thể dễ dàng nhận diện, liên kết và đặt tên tất cả các thiết bị được kết nối với nó, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Với ứng dụng SmartThings, chiếc TV của bạn sẽ trở thành bảng điều khiển hệ sinh thái trong ngôi nhà. Từ tủ lạnh cho đến điện thoại sẽ đều cho chúng ta những trải nghiệm hết sức mượt mà và dễ dàng. Để cài đặt SmartThings, các bạn hãy làm theo các bước sau. Bước 1. Tải ứng dụng SmartThings để cài đặt Smart TV. Bước 2. Nếu điện thoại của bạn được kết nối với Wi-Fi, thông tin mạng sẽ được chia sẻ với TV. Bước 3. Nếu điện thoại của bạn liên kết với một tài khoản Samsung, thông tin tài khoản sẽ tự động chia sẻ với TV. Bước 4. Lựa chọn các ứng dụng bạn muốn xem và thêm vào Smart Hub. Bây giờ chỉ cần thư giãn và tận hưởng các chương trình giải trí trên Smart TV ngay tại nhà. TV được sử dụng hệ điều hành Tizen với màu sắc rất rực rỡ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Bên cạnh đó thì các ứng dụng được sắp xếp rất thông minh, có thể phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Kho ứng dụng của TV cũng rất phong phú, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình như xem bằng YouTube, nghe nhạc qua MP3, Zing, chơi game, đọc báo qua trình duyệt web trực tuyến. Bên cạnh các kết nối không dây thì chiếc TV này cũng được trang bị đầy đủ cổng kết nối có dâu khác như 3 cổng HDMI để bạn kết nối với laptop, 2 cổng USB để bạn tiện lợi khi nghe nhạc, xem phim, cổng suất âm thanh optical, cổng component, cổng composite để bạn kết nối với đầu đĩa, dàn âm thanh. Ngoài ra, chiếc TV này cũng được tích hợp sẵn đầu thu DVB-T2 để chúng ta có thể dễ dàng xem những kênh truyền hình kỹ thuật số mà không phải tốn thêm tiền để mua thêm đầu thu. Chúng ta đã vừa được đến với một chiếc TV vô cùng đẹp mắt lại có rất nhiều tính năng tiện lợi phải không thưa quý vị? Quang Duy sẽ bật mí thêm cho quý vị một điều vô cùng quan trọng nữa. Chiếc TV này đang được bán ra với giá trên 20 triệu đồng tại các siêu thị MediaMarkt. Quý vị và các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, vui lòng đến với siêu thị MediaMarkt gần nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn vui lòng truy cập website thegioidienmay.com hoặc gọi đến số tổng đài 1900 6788 để được tư vấn 24/7. Vậy là những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy theo dõi kênh tư vấn của chúng tôi để có thêm những thông tin mua sắm thú vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.